Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân thuộc tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc bị cách ly từ ngày 23 tháng 1. Các chuyến bay, tàu hỏa, ô tô tới Vũ Hán đều bị hủy. Người dân được yêu cầu ở trong nhà một cách tối đa. Trong hoàn cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập đó, thì các cư dân Vũ Hán nghĩ ra rất là nhiều cách để giải trí cho qua những ngày sống trong bốn bức tường. Sáng nay, ông Tian Wenbo xuống chốt kiểm tra dưới sảnh để lấy thực phẩm giúp vợ. Nhân viên y tế không quên đo thân nhiệt của ông. Trong những ngày Vũ Hán bị phong tỏa, thì việc mua thực phẩm cũng được giới chức địa phương hỗ trợ người dân như thế này. Cả hai ông bà đã ngoài 70 tuổi. Bình thường, họ có thể cùng nhau xuống sân chung cư tập thể dục. Nhưng giờ, thời gian ngồi nhà dường như nhiều hơn gấp đôi. Ngoài lúc xuống lấy thức ăn hoặc đồ dùng cần thiết, chúng tôi chỉ ở trong nhà. Việc kiểm soát cũng rất nghiêm ngặt. Không phải ai cũng tùy tiện ra vào khu phố như trước. Dù rất muốn quay trở lại trường lớp, nhưng lệnh giới nghiêm buộc người cháu trai của ông Chen cũng phải ở nhà cùng ông bà mình, ít nhất qua thời điểm dịch bệnh này. Thầy cô cũng áp dụng học trực tuyến rồi. Nếu không phải học, thì cả ngày tôi sẽ ngủ hoặc là chơi cờ tướng với ông. Nhân viên y tế sẽ thực hiện công tác khử trùng, sát khuẩn liên tục ở trên đường đi và cả khu vực thang máy. Thang máy được khử trùng mấy lần một ngày hả chị? Ít nhất là 2 lần, có ngày 4 hoặc 5 lần. Khu dân cư Sumoyangyun này chỉ là một trong hàng trăm địa điểm thắt chặt kiểm soát như vậy. Chỉ những người thực hiện các công việc được coi là thiết yếu nhằm phục vụ công tác dập dịch của thành phố mới được phép ra ngoài. Những người muốn rời khỏi nhà phải đăng ký và phải kiểm tra thân nhiệt cả khi đi và về. Vợ chồng ông Chen cũng xem TV nhiều hơn, quen nhiều hơn với nếp sống mà mọi hoạt động đều phải làm trong nhà. Còn anh cháu trai Yehan có lẽ lại tận dụng được thời gian ở nhà để ôn luyện cho kỳ thi đại học sắp tới. Trung Quốc lại thay đổi cách tính ca mắc COVID-19 lần thứ hai trong hơn một tuần qua. Theo cách tính mới, thì Trung Quốc sẽ không tính các ca mắc COVID-19 được chẩn đoán qua lâm sàng ở tỉnh Hồ Bắc. Cách tính mới này đã dẫn đến kết quả thống kê con số mắc mới giảm đáng kể trong ngày hôm qua, chỉ 349 ca so với 1.693 ca trong ngày hôm trước. Chính phủ Trung Quốc cho hay, từ nay các ca nhiễm sẽ chỉ được xác định bằng xét nghiệm di truyền, mặc dù xác định theo cách này khá khó khăn, mất ít nhất 2 ngày và kết quả có thể không chính xác. Tuần trước thì chính phủ Trung Quốc đã quyết định tính các ca bệnh dựa trên cả chẩn đoán lâm sàng để có thể tiến hành cách ly và điều trị bệnh nhân nhanh hơn. Tuy nhiên, chẩn đoán lâm sàng có thể không chính xác vì khả năng tính cả các ca nhiễm cúm mùa thông thường. Theo các nhà nghiên cứu Trung Quốc, những bệnh nhân không có triệu chứng cũng mang lượng virus tương đương với những người có triệu chứng của bệnh COVID-19. Điều này cho thấy nguy cơ chuyển bệnh của bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là ít triệu chứng cũng như là những người bệnh có triệu chứng. Ngoài ra thì trong 18 bệnh nhân được lấy mẫu nghiên cứu thì lượng virus có nhiều hơn sau khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng và có nhiều ở mũi hơn là họng. Nghiên cứu cũng cho hay phương thức phát tán của COVID-19 có vẻ giống với virus cúm hơn là virus SARS. Như vậy thì phương cách phát hiện ca bệnh và cách ly bệnh nhân COVID-19 có thể phải khác so với hồi dịch SARS.